Lo Tổng Bí thư Tô Lâm cháy lớn. Cựu vụ phó ra giá 7 tỷ đồng. Lo giấy phép cho Xuyên Việt Oil. Bắt khẩn cấp, truy tố cựu lãnh đạo công đoàn tỉnh Hải Dương gây thất thoát 20 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, chưa bao giờ cuộc chiến với tham nhũng tiêu cực lại quyết liệt, bài bản, hiệu quả và được dư luận hoan nghênh như những năm vừa qua. Đây là việc làm khó khăn, phức tạp nhất trong muôn việc khó khăn, phức tạp. Nhưng giờ đây, cuộc chiến chống tham nhũng đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. Không ai được đứng ngoài. Dưới thời của tân Tổng Bí thư Tô Lâm, tham nhũng tiêu cực đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, giữ vững được ổn định chính trị và phát triển kinh tế. Kính thưa quý vị, trong đại án liên quan đến công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã ra đề nghị truy tố 15 bị can, trong đó, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, ông Nguyễn Lộc An, bị cáo buộc tội nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3 năm 2016, thông qua các quan hệ xã hội, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc công ty Xuyên Việt Oil, được giới thiệu gặp gỡ, làm quen với ông Nguyễn Lộc An, lúc này là Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, phụ trách mảng cấp giấy phép. Tại cuộc gặp gỡ ở khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Hạnh đề nghị ông An giúp đỡ cấp giấy phép kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu do Xuyên Việt Oil còn thiếu một số điều kiện để được cấp phép. Khi đó, ông An đồng ý giúp đỡ cấp giấy phép cho Xuyên Việt Oil và cho biết chi phí phải chi theo mặt bằng chung từ 5 đến 7 tỷ đồng. Ông An cũng yêu cầu bà Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện cấp phép còn thiếu. Sau đó, Xuyên Việt Oil nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vào bộ phận một cửa của Bộ Công Thương để ông An xử lý. Tại lần gặp trên, bị can Nguyễn Lộc An nhận 50 triệu đồng từ bà chủ Xuyên Việt Oil. Theo hướng dẫn của ông An, bà Hạnh liên hệ một số doanh nghiệp và đặt vấn đề hợp tác, ký kết hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu với Xuyên Việt Oil để hợp thức hóa đủ điều kiện về số lượng đại lý theo Nghị định số 83. Tiếp đó, từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 5, tại nhà khách Bộ Công Thương phía Nam, ông An có gặp và nhận 100 triệu đồng từ bà Hạnh. Ngày 24 tháng 6, bà Hạnh đã ký đơn đề nghị Bộ Công Thương về việc xin cấp giấy phép trên. Đến ngày 18 tháng 8, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do ông An làm trưởng đoàn đến làm việc tại trụ sở công ty Xuyên Việt Oil để kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép. Kết luận cho rằng, mặc dù không kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu mà Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ, song ông An vẫn ký biên bản xác nhận cấp giấy phép cho công ty Xuyên Việt Oil. Tại lần kiểm tra này, ông An được bà Hạnh biếu 250 triệu đồng. Sau khi công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép vào ngày 29 tháng 7 năm 2017, ông An có vào thành phố Hồ Chí Minh công tác. Để trả công cho ông An trong việc giúp cấp giấy phép, lấy lý do chúc mừng sinh nhật muộn, bà Hạnh mời cựu phó vụ trưởng này đến nhà ăn tối. Tại đó, bà Hạnh đã biếu ông An chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Chiếc đồng hồ này, ông An khai đã bán với giá 23.000 đô la. Kết luận điều tra nêu rõ, căn cứ tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử đã thu thập được và lời khai của các bị can, người liên quan, xác định bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 400 triệu đồng, một đồng hồ Patek Philippe cho Nguyễn Lộc An. Nguyên Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh Hải Dương bị bắt vì tội gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 28 tháng 8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương để hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương và công đoàn của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có 3 bị can, nguyên là cán bộ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, là Mai Xuân Anh, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, Phạm Thị Thùy Linh, nguyên trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, và Nguyễn Văn Nam, nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Hải Dương, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, cùng bị truy tố về hai tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quý vị thân mến, theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, một số đơn vị trên địa bàn không hoàn thành nghĩa vụ nộp tài chính công đoàn cho Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương. Nhưng với động cơ và mục đích hoàn thành nhiệm vụ kế toán của mình, bị can Phạm Thị Thùy Linh, khi đó là trưởng ban tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, đã điều chỉnh số liệu ở phần kinh phí phải nộp bằng với số liệu ở phần kinh phí đã nộp đối với các đơn vị nêu trên. Bởi vậy, trên hệ thống kế toán của công đoàn không thể hiện số nợ tài chính công đoàn, nhưng vẫn được bị can Linh ký chỉnh để bị can Mai Xuân Anh, khi đó là Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Hải Dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phê duyệt. Kết luận điều tra làm rõ, trong giai đoạn trên, ông Mai Xuân Anh là chủ tịch và là chủ tài khoản của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, nhưng đã thiếu trách nhiệm, không tiến hành kiểm tra, đối chiếu với các quy định về công tác tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, không sát sao trong công tác kiểm tra sổ sách kế toán, nên đã ký duyệt, ban hành nhiều văn bản sai phạm về xây dựng, dự toán, tài chính công đoàn và quyết toán tài chính công đoàn các năm, gây thất thoát cho Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương hơn 20 tỷ đồng. Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thuốc lá, gây thất thoát tài sản nhà nước. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phạm Hồng Tê, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Hồng Tê. Bị can Phạm Hồng Tê đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 2 điều 219 Bộ Luật Hình sự. Quá trình điều tra đã xác định, Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang là doanh nghiệp có vốn của nhà nước. Ngày 2 tháng 6 năm 2008, Phạm Hồng Tê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, nhận bàn giao số liệu kế toán từ ông Nguyễn V, khi đó thì giá trị góp vốn nhà nước là hơn 2,1 tỷ đồng. Từ thời điểm đó đến năm 2018, Phạm Hồng Tê là người được giao quản lý phần góp vốn nhà nước tại công ty. Trong quá trình tiếp nhận quản lý công ty, mặc dù biết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không hiệu quả, tình trạng thua lỗ kéo dài trong nhiều năm, nhưng Phạm Hồng Tê đã không tổ chức đại hội cổ đông thường niên, không thực hiện báo cáo tài chính từ năm 2013 đến năm 2018. Bị can Phạm Hồng Tê cũng không báo cáo đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về hoạt động sản xuất kinh doanh và việc sử dụng tài sản của công ty để thế chấp, vay vốn ngân hàng, dẫn tới không có khả năng trả nợ. Đến nay, xác định toàn bộ tài sản, nguồn vốn của công ty đã bị thất thoát. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Phạm Hồng Tê theo đúng quy định. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiệu trưởng trường mầm non tham ô số tiền khủng. Kính thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu tội phạm tham ô tài sản liên quan đến trường mẫu giáo Sao Biển, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hải nhận được kiến nghị khởi tố với nội dung một số đơn vị cá nhân có hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp hàng hóa, dịch vụ, xây dựng công trình với nhà trường có chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bà LKH, hiệu trưởng trường mẫu giáo Sao Biển, số tiền hơn 304 triệu đồng. Số tiền này, bà Hát không báo cáo với tập thể và không công khai minh bạch các khoản tiền này. Cụ thể, công ty Nutifood Bình Dương chuyển khoản cá nhân số tiền hơn 226 triệu đồng. Các cá nhân khác chuyển khoản số tiền gần 78 triệu đồng.
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Hải đã tiến hành giải quyết kiến nghị khởi tố nêu trên và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra. Liên quan đến vụ việc trên, năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải đã có kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính của trường mẫu giáo Sao Biển. Kết luận thanh tra chỉ rõ, một số đơn vị cá nhân có hợp đồng cung ứng hàng hóa, dịch vụ, xây dựng với trường mẫu giáo Sao Biển đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân bà LKH, số tiền hơn 304 triệu đồng, nhưng chưa rõ lý do và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an điều tra. Cụ thể, hiệu trưởng nhà trường nhận tiền hoa hồng của nhà sách hơn 24 triệu đồng, nhưng không nhập quỹ cơ quan để quản lý, mà tự ý dùng số tiền này để chi cho một số cá nhân là chưa phù hợp. Báo cáo vụ việc trên, bà Hát trình bày đã sử dụng số tiền chênh lệch học phẩm hơn 5,6 triệu đồng để mua đồ trang trí cấp phát thêm các lớp, nhưng không có chứng cứ chứng minh đã mua gì, số lượng bao nhiêu. Ngoài ra, nhà trường tự ý thay thế sản phẩm sữa tươi thành sữa bột là sai với quyết định của Thủ tướng và quyết định của Bộ Y tế, thanh toán tiền sữa học đường, sữa chua với số tiền hơn 388 triệu đồng, nhưng hóa đơn không phải do nhà phân phối cung cấp. Nhà trường còn tự tạo lập hóa đơn bán lẻ và tự ký của người cung cấp hàng để thanh toán tiền mua đồ dùng vệ sinh, đồ dùng bán trú, số tiền hơn 43 triệu đồng là chưa phù hợp. Kính thưa quý vị và các bạn, nhiều cử tri, đại biểu Quốc hội đã có đề nghị kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng tiêu cực dưới nhiều hình thức để đảm bảo tính toàn diện của công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thanh tra Chính phủ cho rằng, thực tế công tác này còn nhiều vướng mắc, hạn chế và có rất ít vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra nội bộ. Những vướng mắc, hạn chế tồn tại trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được Thanh tra Chính phủ đề cập như công tác xây dựng hoàn thiện thể chế trong một số trường hợp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Một số quy định về quản lý kinh tế xã hội còn sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng, dễ làm nảy sinh tham nhũng, nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung, nhất là trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, đấu thầu, đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra còn cho rằng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được phát huy toàn diện, một số biện pháp hiệu quả thấp, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, nộp lại quà tặng vẫn còn hạn chế, vướng mắc. Cùng với đó là công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa có chuyển biến rõ nét. Rất ít vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ. Hoạt động thanh tra phát hiện nhiều sai phạm kinh tế, nhưng việc làm rõ động cơ vụ lợi để chuyển cơ quan điều tra kiến nghị khởi tố về các tội tham nhũng còn nhiều khó khăn. Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, ngoài các thực trạng trên, còn có công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số vụ án, vụ việc cụ thể còn hạn chế. Công tác giám định, định giá tài sản có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn một số trường hợp chậm ban hành kết luận giám định, định giá tài sản làm kéo dài thời gian giải quyết các vụ án, vụ việc. Trong một số vụ án, vẫn xảy ra trường hợp đối tượng bỏ trốn, tương trợ tư pháp hình sự còn gặp khó khăn. Từ thực trạng này, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với công tác đấu tranh chống tham nhũng. Đặc biệt, chú trọng công tác cán bộ gắn phòng chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Coi trọng công tác phòng ngừa. Đồng thời có cơ chế bảo vệ, khuyến khích, khen thưởng những người dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung. Theo Thanh tra Chính phủ, trong thời gian qua, nhiều vụ án tham nhũng đã được xử lý, nhiều tài sản tham nhũng được thu hồi. Các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Kinh tế nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trong tổ chức thực hiện phòng chống tham nhũng tiêu cực, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán của nhà nước
và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật để tăng cường sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tránh chồng chéo, trùng lặp, gây lãng phí nguồn lực, không hiệu quả. Tăng cường sự phối hợp giám sát của Đảng với của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, chính là thực hiện tư tưởng nước lấy dân làm gốc, nhằm tổ chức, động viên nhân dân phát hiện, tham gia góp ý, phê bình hành vi, việc làm sai trái của cán bộ đảng viên, góp phần đưa công tác đấu tranh phòng tham nhũng tiêu cực, lan tỏa cả về chiều rộng, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thực hiện tốt nề nếp, thường xuyên công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, rút ra bài học kinh nghiệm quý để tiếp tục vận dụng hiệu quả trong tình hình mới. Qua tổng kết thực tiễn, các cơ quan chức năng có thể rút ra kinh nghiệm quý, mô hình hay, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc cho việc xây dựng, hình thành và bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.